Bỏ luôn cái file name space này đi nhá, delete này. Đây như này, thì ở trong này tôi sẽ làm cái việc này. Đầu tiên là tôi sẽ tiến hành là có một cái biến là url, url sẽ bằng cái iset cái đô la gạch dưới get của cái url. Nếu mà nó bằng true thì chúng ta sẽ có cái biến url bằng cái giá trị ở trên url này. Còn nếu không thì nó sẽ bằng là string sược như này. Và sau đó chúng ta sẽ thực hiện switch, switch cái biến URL. Trong trường hợp nó bằng cái dấu sược này thì chúng ta sẽ làm cái đoạn này. Home controller. Đó. Còn nếu trong trường hợp case nó bằng detail chẳng hạn, thì chúng ta có thể là chuyển nó thành require one, cái file là app sược controller sược product controller .php. Sau đó là chúng ta tiến hành $CTR bằng new product controller và CTR trở đến detail thôi. Như này, ví dụ thế. Đây là điều hướng, còn nếu không thì chúng ta sẽ tiến hành là include one ngay lập tức cái file là app sược view sược 404.php. Điều hướng nó vào như này. Xong chưa? Xong chưa? Gì? File detail nào? Tôi có viết cây detail à? Cây detail tôi phải tạo ra cái product controller này, thì tôi sẽ phải tạo ra new file đây, class product controller, và tạo ra một cái hàm function detail vào đây, và chúng ta tiến hành là echo chẳng hạn product controller trỏ đến hàm detail như này. Ừ. Cái này gì? Cái HTML set này này là thứ nhất là nó sẽ gom tất cả các đường dẫn của chúng ta về cái file index.php. Được chưa? Sau đó các đường dẫn của chúng ta nó như thế nào thì chúng ta nó sẽ đổ dồn hết tất cả text ở phía sau về cái biến ở trên đường dẫn này thành biến dạng get nhé, đúng không? Thành biến là URL, được chưa? Thành cái biến URL. Thì ở đây tôi mới nhận được cái biến URL của tôi bằng $get URL. Xong chưa? Sau đó tôi sẽ tiến hành switch như này. Xong chưa? Buổi sau tôi sẽ hỏi lại đấy. Thì bây giờ ví dụ như kiểu xong đến đây chưa đã? Tôi cốt chạy demo luôn, chạy luôn này. Ví dụ như ở đây tôi sẽ có là về localhost thì là như này đúng không? Bấm vào đây thì nó sẽ sang là các bạn thấy này, hiện tại là sang detail student.php đúng không? Đúng không? Cái đường dẫn dưới này, góc dưới này. Đâu nhỉ? Bạch ạ. Đây này. Thấy không? Thì bây giờ tôi không làm thế nữa. Ở trong cái view này, homepage này thì tôi sẽ chỉ để như này thôi. Detail gạch ngang student hỏi chấm ID bằng cái gì đấy chẳng hạn. Yeah. Tất nhiên cái này nó cũng chưa tối ưu về các cái tham số, nhưng mà nó có cơ sở một phần về các cái tham số này rồi. Ví dụ như tôi hoàn toàn có thể để là thôi ID cũng được. Không thì chúng ta sau này tôi sẽ hướng dẫn chúng ta sử dụng cái slug là cái URL ấy, giống như các cái bài viết lúc nãy trên 24 giờ ấy. Cái đấy chúng ta phải làm thêm rất là nhiều thứ nữa, nhưng mà chúng ta có thể làm được như vậy. Thì ở đây chúng ta sẽ có cái ID bằng như nào đấy. Thì đây, detail student, hay là tôi để detail đi. Detail đi. Đây, hover bản nó detail ID bằng 2 đúng không? Bấm vào. Ồ, đây các bạn thấy nó ra là cái gì? Product controller hàm detail đúng không? Còn cái đoạn warning này tệ kệ, tí nữa tính sau. Đúng chưa? Chắc là do ở trong cái index này tôi chưa có break cho thằng này là xong. Break, tôi chưa có cái break thì nó sẽ chạy ở dưới. Đây.
đúng không? ID bằng mấy thì nó cũng về đấy thôi, đúng không? Nó sẽ là được sược detail cái gì đấy, không còn đuôi PHP nữa, chúng ta bỏ hết đuôi PHP đi. Để chưa hiểu cái luồng nó chưa đã. Chuẩn bị đập một đống của mồm này. Được chưa? Chưa. Thế rồi chưa thì bây giờ yêu cầu là sẽ từ cái app controller, từ cái product controller này có cái ID rồi đúng không? Đúng nhá. Đây này, từ cái product controller này lấy được ID rồi đúng không? Bây giờ yêu cầu là kích vào tên thằng nào thì hiển thị ra thông tin chi tiết của nó giống như hôm trước làm đấy. Trên cái mô hình có sẵn như này. Thank you.
Được chưa? Ra chưa? Gì vất vả vậy? Cái sao cái đâu. Nó làm cái gì đây? À. Ở trong cái ao ấy. Cái ao ở đâu? Trời ơi. Ông còn tiếp tục như này thì cuộc đời cũng phải sáng, không có tương lai được ạ. Hành xử lông cô. Biết cái gì đâu. Đi làm đi làm
Được chưa? Chỉ bị nét thì nó sẽ thôi. Bao nhiêu năm rồi kiểu có mắt cũng không khá lên được. Sửa theo cái mới xem ạ.
đúng không? Giữ lại đi theo thôi, giữ lại đi theo không hoạt chậm. Những cái đường dẫn của tôi này, đây đường dẫn mình định nghĩa là cái gì? Có cái đường dẫn nào mình định nghĩa là detailstudent.pp không? Đấy. Thay xong chưa? Kinh nhỉ? Xong chưa? Mở lỗ ra. Để im mở lỗ ra. Up view detail. Ông tìm cho tôi cái đường dẫn define detail cũng nằm trong hình nào. Nghe đúng không? Trả lời, để im cho nó trả lời. Đường dẫn ông viết ở trong thư mục nào? Đâu? Có biết mình sai cái gì không ạ? Sai đường dẫn đúng rồi. Sai ở đâu? Có bắt cái gì? Đâu? Thế mình sai ở đâu? Cấu trúc thư mục là cái gì? File hiển thị được viết ở trong layout à? Layout để chứa layout, cho layout để chứa detail. Mở cái thư mục chứa nó ra. Tài chứng tỏ là về nhà không bao giờ chịu bỏ cốt ra đúng không? Đọc qua. Hả? Có. Mở được mấy phút? Cái mô hình này nó chẳng có cái gì mà không thể hiểu được cả. Nó quá đơn giản. Chỉ là đưa từ chỗ này sang chỗ khác dùng những cái gì không phải ai cho máy phép dùng như này không, đây là một cái đâu thì đều cái khác tôi không biết được cái khác hay không, tại sao lại biết như này. Mở lại cái bài tiếp theo thôi, khám chứng sinh tế đây, ai cho biết như này, có biết viết gì nào đúng không, biết cái gì là biết cái này này không được cách ạ. Ông nhìn lên xem trên kia tôi có cách không? Tôi có bao giờ biết cách cái này ra không? Sai thì nó không sai. Sao? Nhưng tôi quy định như nào thì ông cứ theo như vậy thôi. Nó đã là cái chuẩn để quy định cái cách kết cốt rồi. Bước. Ông thấy chưa? Thấy chưa? Rồi. Chạy được chạy, chẳng chạy được phải chịu. Bây giờ bằng này học đến đây rồi vẫn còn sai những cái đường dẫn vớ vẩn. Tiếp nào. Bây giờ thứ nhất là chúng ta sẽ quay lại cái vấn đề hôm trước tôi nói chuyện, đó là cái namespace. Nếu trong trường hợp bây giờ tôi làm sao để có thể sử dụng được hai cái class cùng tên, ví dụ như trong cái model này nào, tôi muốn ở ngoài client tôi dùng một cái model A, trong admin tôi cũng dùng một cái model A và tôi sử dụng được cả hai cái model đấy, thì bây giờ làm nào? Chúng ta phải nhét vào đấy cái namespace, đúng không? Phải nhét vào trong đấy cái namespace. Và sau này chúng ta dùng cái namespace kiểu gì thì chúng ta use. Đầu tiên là require, sau đó là use.
Được chưa? Bây giờ mình phải làm nha. Thứ nhất, khi như sau này, khi chúng ta bắt đầu, ví dụ vào home controller chẳng hạn, được chưa? Thì chúng ta phải tạo ra cho nó một cái namespace, namespace bằng app sược controller chấm phẩy. Tất cả các controller của chúng ta đều nằm trong cùng một cái namespace là app controller. Thế này, product cũng vậy, bất kỳ thằng nào cũng thế, cứ là controller thì sẽ nằm chung trong một cái namespace là app controller. Cứ trong controller thì sẽ nằm, sẽ có chung một cái namespace là app controller, có thế thôi. Được chưa? Xong cái namespace chưa? Bây giờ để sử dụng được, ví dụ như tôi từ cái index này tôi muốn gọi được thằng home controller này, thì nếu mà đã lên dùng namespace ấy, thì ngoài cái việc là require này ra, require là điều bắt buộc rồi, thì chúng ta phải use cái app sược controller sược home controller như này thì chúng ta mới dùng được. Bằng linh ta linh tinh đánh nó xong chưa? Rồi thử xem có chạy được không nha. Lại về index syntax error unexpected use expected case. Đây mà như thế này, trong cái case này thì chúng ta không dùng use được, và chúng ta phải nên dùng như này, nhấc hết toàn bộ những cái này vứt ra ngoài, vứt ra đầu tràng. Use app controller này, rồi product này, require product này. Nhấc hết ra ngoài, trong này chúng ta đỡ phải viết những cái này lặp đi lặp lại. Có chạy không? Sai á? App controller student. À đúng rồi, sai rồi, đúng rồi. Đây nó bị báo lỗi student này đúng không? Đây các bạn thấy này. App
controller student nó báo lỗi là như này đúng không? Đúng không? Rồi, bởi vì sao? Bởi vì chúng ta nếu trong trường hợp đã dùng namespace thì toàn bộ phải dùng namespace hết, chứ không thể dùng chỉ dùng cái namespace cho controller mà model không dùng được. Đấy là điều bắt buộc. Cứ có chỗ nào có class là chỗ đấy phải dùng controller. Thì chúng ta lại phải vào cái từ cái base model rồi nhé. Từ cái base model này chúng ta đã phải có namespace rồi. Namespace là app.model. Student này cũng vậy. Require xong thì lại namespace và use app.model.base.model. Đặt cái require này xuống dưới cũng được, chẳng sao. À đâu, require phải trước chứ. Home gì? Đây là file view mà. File view thì mình không cần namespace. Được chưa? Xong đến đây chưa? Sau đó ở trong cái home page này, sau khi require xong thì mình phải use cái app.model.student như này, mình sẽ chạy. Bây giờ cho code khổ trước đã, mấy nữa bên thấy dùng composer nó sướng. Đi chưa, chạy chưa? Test thử xem chạy chưa? Lại tèo à? À, app model PDO. Lại chết PDO đúng không? Có phải bị thế này không? Đúng không? Thì đây lại là do chúng ta sử dụng cái PDO. Đúng không? Thì bây giờ lại use PDO. Thế thì sao? Use sược PDO, nếu nhớ không nhầm là sược PDO. Nhớ lắm đấy. Đó, chạy. Hoặc là tôi không biết là bỏ sược thì có chạy không. À, use PDO thôi. Thấy vất vả không? Thêm mỗi cái namespace thì mà làm loạn hết cả lên. Chỉ để giải quyết một vấn đề duy nhất. Đó là từ giờ về sau được phép tạo ra hai cái class cùng tên. Hết. Có mỗi thế thôi. Khổ nhỉ. Chẳng có cái project nào một mình làm. Project sắp tới làm đồ án thì ông code code cái này ông code cả năm mà. Nó mấy năm rồi đấy. Hả? Định code cả năm mới xong mà. Thấy không? Bây giờ tôi tìm cách làm chúng ta dễ hơn nhá. Dễ hơn tí này. Được chưa? Cho chúng ta làm dễ hơn tí này. Xong hết chưa đã? Rồi, bây giờ tất cả các đoạn require chúng ta để ý này. Nào nhìn. Tất cả các đoạn require này chúng ta bê hết về index, vứt vào đấy. Tất cả các đoạn require.
Đây, tất cả các đoạn require này chúng ta bê hết về index vứt vào sau. Còn lại tất cả các file khác thì chúng ta đơn giản thôi, dùng cái lớp nào thì chúng ta use cái lớp đấy là xong. Rồi đảm bảo vẫn chạy. Ôi giời, app model bay model. App model bay model. À đây đây đây. App sửa model viết thì sai này mà, base model. Not found student dòng 6, student. App model base model. App model. Đúng mà. Class app model bay model not found dòng số 6. Trong giờ dòng số 4. App model namespace. Tôi xem lại tôi sai ở đâu nhá. Sai bên ngoài. Hả? Cái gì viết thường? Tôi viết hoa hết mà. Đã bảo cái namespace thì nó là một cái đoạn text chúng thích đặt là gì đặt mà. Bay model. What the fuck? Tại sao lại lỗi? Không được. Này chạy, nhưng tại sao này lại lỗi? Tại sao này lại lỗi nhỉ? Không có dòng này không chạy. Khốn nạn thật. Sao lại phải có cái dòng này nhỉ? Student dùng chung. Tại sao lại thế? Extend thì liên quan gì đến cái việc là phải sử dụng thằng require one này? Sao lại thế nhỉ? Nhấc cái này đi. Bởi vì index mình đã có rồi mà. Vẫn thế. Cày. Đắng mề. Vì sao lại thế? Thôi rồi, để tới tí về tôi check xem lý do vì sao. Nhưng mà tóm lại là ở cái các cái controller này chúng ta không phải require nữa. Có thấy không? Ở các cái controller ít ra là từ index đến các controller ấy, chúng ta không phải require nữa. Chúng ta muốn dùng cái controller nào thì chúng ta chỉ đơn giản là use nó vào là xong. Rất đơn giản thôi. Đến lúc này thì sau này chúng ta vất vả mỗi đoạn là tạo ra file nào, tạo ra file controller nào, tạo ra file model nào thì lại phải bê cái đường dẫn require của nó vào đây, đúng không? Còn lại thì là cứ dùng cái nào thì use cái đấy. Ví dụ tôi bê cái này xuống dưới cũng được. Tôi use cái này, tôi đưa xuống dưới này cũng chẳng sao cả. Đấy, như nó báo lỗi cái này đúng không? Nhớ lắm đâu. Thêm cái nào nữa? Đâu? Tôi có cái vèo gì trong này đâu mà thêm. Không được rồi. Cái này phải use ở trên. Rồi. Thế nhưng mà tôi sẽ giải quyết luôn nốt cái vấn đề này. Bây giờ tôi giải quyết nốt cái vấn đề này nhá. Đó là để ý này. Thay cho cái việc là chúng ta cứ mỗi một lần chúng ta thêm một cái lớp là chúng ta lại phải require vào đây, thì tôi sẽ làm một cái trò, đó là sử dụng một cái hàm ở một cái, tôi chạy một cái thủ thuật đó, sử dụng composer, thì tôi sẽ không phải thêm cái đoạn này nữa, tức là tôi chỉ require duy nhất một file thôi, sau đó project tự sinh ra thêm file nào thì nó tự động auto chạy file đấy, được chưa? Thì chúng ta làm nào,
Bây giờ chúng ta làm theo tôi như sau. Vào get composer.org. Get composer.org. Sau đó chúng ta vào phần download này này. Thấy không? Rồi chúng ta nếu mà ở Windows ở đây này nó sẽ có một cái file là composer setup.exe. Chúng ta kích vào đấy, tải về. Tôi thì không có đâu. Đây là hệ điều hành khác thì nó không có cái đấy đâu. Thấy chưa? Tải đi chưa? Vào phần download thì nó có cái file exe đấy, tải nó về bấm vào đây. Như thằng ất ơi, khổ lắm rồi. Ai của mình cái trả lời nó. Cài vào. Tải về chẳng nhất để đi thờ à? Chết mất rồi. Cài được chưa? Nó sẽ có một cái đoạn cho chúng ta chọn cái file pp.exe nhá. Nó sẽ có một đoạn là chúng ta chọn file pp.exe ấy. Nếu mà SAM của chúng ta cài ở ổ C thì nó sẽ tự động dẫn đường dẫn đúng. Còn nếu mà SAM của chúng ta ở ổ khác ổ C ấy, thì nó sẽ để trống cái đoạn đấy. Thì chúng ta lại kích vào cái browse bên cạnh để chọn ra cái file pp.exe theo đường dẫn là SAM này, thư mục chứa SAM này. Xong rồi đến SAM, sau đó đến PSP, sau đó đến pp.exe. Miễn là do dẫn nào được là được. Sau đó cứ next cho đến bây giờ nó finish thôi. Bỏ qua, next đi. Cho nó sang cái gì nữa. Nó có thư mục PP đây. Nó cài sang một xe. Cái nó, đúng không? Kéo dưới cùng. Đừng kéo hết. Nó có cái file. Mình làm gì đây? Có vất vả này. Gì đây? Gì đây? Gì đây? Không cài. Không cài ở C. Không cài ở đây. Để quay. Đây là thư mục để cài cái composer này. Có cái thư mục để đây này, cái này. Đâu? Lâu à? Vẫn còn lâu rồi mà. Không giờ mới khôn lên được. Ngoài đá từ Việt Nam truy phần mềm cái này không cài cho ổ C không chạy đâu. Cho liên quan đến môi trường nó cứ kiểu mà. Cái này có đáng bao nhiêu đâu, mấy trăm kilobit. Không Thế rồi, chứ chúng ta có cái gì cả.
Xong chưa? Đấy, ngày xong chưa? Đấy, xem nào. Sau khi mình phải sáng cho cái bóng chảy. Sao? Cái quyết định gì? Chạy rồi. Đấy. Cái lòng cu là cầm đầu rồi. Ui, cơ hậu này đầu này sắp. Lúc sau còn còn 1 mét. Ok ạ. Cái dấu hiệu là mày làm cái gì đây? Em không xem tao tiện ạ. Cái dấu hiệu cài xong composer ấy. Nào. Cái dấu hiệu mà cài xong composer ấy là chúng ta mở cái CMD lên. Có biết mở CMD như nào không? Như của tôi là terminal. Thấy chưa? Mở CMD lên, gõ là composer, enter xuống. Nó ra một cái chữ composer to vật đây này. Dưới này là phiên bản. Còn dưới này là các cái câu lệnh của nó. Nếu mà không chạy ra cái đấy thì chúng ta cài composer fail. Ra chưa? Đấy chưa? Thì mày làm gì đấy? S là cắt xuống C. Còn lời S. Fail có gì đúng được có gì nữa à? Đấy. Xong chưa? Không hiện chữ to luôn. Rồi tiếp tục này. Thôi. Bây giờ tiếp tục này. Để sử dụng cái composer này nó là cái gì? Thì như sau. Cái composer ấy nó có hai tác dụng. Một tác dụng là nó quản lý các cái thư viện PNP. Sau này mình muốn sử dụng một cái thư viện của bên thứ ba, ví dụ như SwiftMailer hay là PNPMailer, hay là sử dụng cái các cái thư viện khác như để biến đổi về ví dụ như kiểu là đọc về file Excel, hay là xử lý về ảnh, ví dụ như resize ảnh, đổi đuôi ảnh, hay là làm bất cứ cái thể loại gì với ảnh. Nó nhiều lắm, trong PP nó là hàng trăm nghìn những cái thư viện bên thứ ba cơ, nhiều lắm. Thì chúng ta muốn sử dụng nào thì dùng cái composer này để tải để cho nó nhanh và quản lý các thư viện nó nhanh. Đó. Cái tác dụng thứ hai là nó sẽ giúp chúng ta require tất cả các class trong project. Đó. Và sau khi require rồi thì chúng ta nếu mà muốn sử dụng cái class nào thì chúng ta chỉ đơn giản là chuyển nó sang thành namespace. Muốn dùng ở đâu thì chuyển thành namespace ở đây. Có thế thôi. Và cái việc require này nó là bao gồm cả các class trong project của mình lẫn các cái thư viện cài thêm. Đó, có thế thôi. Đấy là hai tác dụng của composer. Cái gì? Bây giờ chỉ cần require duy nhất một file thôi. Đó. Nhưng mà để áp dụng, nếu mà chúng ta với một cái project mới tinh tình như này, chúng ta muốn áp dụng cái composer vào trong cái project của chúng ta ấy, thì chúng ta phải làm cái trò như sau. Chúng ta vào cái Windows Explorer của chúng ta, tức là cái phần mềm để quản lý thư viện, quản lý cái file ấy, cái tệp tin ấy. Được chưa? Mở cái project của mình ra, ví dụ như 1710 à. Kích vào đấy, kích nút vào đấy để mở nó ra. Được chưa? Các bạn nó ở bên Windows của các bạn nó sẽ có một cái đường dẫn như này. Ví dụ như ổ C này, hai chấm sược là SAM này, PP sược HTDoc này, sược cái gì đấy, MVC gì đấy, đúng không? Chọn đến đúng cái thư mục là project của mình nhá. Được chưa? Các bạn kích vào đây, kích chuột vào đấy để cho nó có thể edit được đấy. Kích con chuột vào, xong rồi kéo con chuột về đây, cái con trỏ ở đây này, bên đầu này. Xong bạn gõ cái CMD cắt ra, xong enter rồi. Thế nó mở con mang lai ở trong cái thư mục đấy không? Thì bấm lên đây. Đấy. Đấy, mở cách, CMD cách.
Đúng rồi. Sao thế nào lại bị đánh ạ? Nhớ đâu. Xong làm gì đây? Từ từ mình đi. Xong đi đã. Đúng rồi, ông Đức kia. Không làm gì đâu ông Đức. Nó đang tìm thêm của nó để đâu. Nó không làm được xe này đâu. Đấy. Đây. Kéo lên, có CMD cách. Nhận đưa xuống. Rồi sao thì từ từ. Muốn nhanh thì từ từ. Cái gì đấy xuống. Làm như tôi nói chưa? Có biết giờ phải làm gì không? Có biết giờ phải làm gì không? Bắt ngay đi. Bỏ cái này ra. Bỏ cái thang công kích ra. Bỏ ra. Đấy, cái gì đấy? Chín. Mà có biết ai là chuyện gì mà chuyện bộ chuyện gì mà chơi đi đâu và lại chơi máy và lại cái công nghệ khác sao anh đạt được thằng nghèo thì anh nhớ của nó nhỏ không anh gì đây thì đúng không anh lo ăn ở rồi không anh gì làm chậm đi làm cả chậm này nó chạy rất là mệt mà từ bên dưới chín đi làm được mấy đâu cái chín mà sao đi làm cái này thì sao nhà quá phải là bảo vệ của tao giống như cái anh đi lên sao anh đi lên cái đó 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 anh đi không nên làm chủ. Rất là bực mình luôn. Nếu mà muốn cảm giác làm bài lớp thì tốt nhất là xuống góc lớp ngồi để làm bài tập ở lớp cho nhanh. Cực kỳ bực mình. Rồi mở ra như này, chúng ta gõ tiếp là composer cách init. Init là khởi tạo. Enter xuống. Thì nó sẽ yêu cầu chúng ta để khởi tạo ra ấy, thì nó yêu cầu chúng ta cung cấp một vài cái thông tin cho cái để nó sinh ra cái file Composer JSON này. Cái file Composer JSON này sau này để giúp cho mình làm rất là nhiều thứ trong này. Thì mình sẽ đầu tiên là phải cung cấp cái packet name. Thì mình cứ để viết bừa đi. Quang level, quang project bao nhiêu đấy chẳng hạn. Như tôi để trống, kệ nó, description tôi để trống. Author này thì các bạn thích viết author thì viết, không viết thì thôi. N minimum bỏ qua. Packet bỏ qua, license bỏ qua luôn. Tiếp theo, would you like to define your dependency? Tức là muốn cài sẵn cái thư viện nào không thì chúng ta không. No. No node. Đó. Enter xuống, xong. Có mỗi là name là gin 29 require trống như này thôi. Đến hai cuối nhớ no nhá. Chứ không nhất được thì lâu. Ơ chứ kệ nó. Đến hai cái cuối này thì gõ no thôi. Đến hai cuối này này thì gõ nâu. Ờ cứ để trống hết. Có hai cuối để gõ để nâu thôi. À?
Dòng nào? Confirm mà, enter xuống. Những cái đóng ở ngoặc như này này, những cái này này là giá trị mặc định. Nếu mình không viết gì thì nó sẽ nhận giá trị này. Hiểu chưa? Hả? Không để chống được thì viết vào theo mẫu của nó. Đấy, xong rồi này. Không bao giờ chịu đọc lỗi, yêu cầu nó lù lù đập trước mặt thì có đọc bao giờ đâu mà chẳng bị lỗi. Xong chưa? Thì sau khi chạy xong chúng ta mở project của chúng ta ra, nó sẽ có ngay một cái file là composer json, đúng không? Nó tự sinh chúng ta file composer json này, trong đó có cái tên project, tên cái thư viện đây. Nếu cái composer này này mặc định khi chúng ta cài vào ấy thì nó sẽ tự động hiểu cái project này của chúng ta là một cái thư viện. Cái name này là tên, là cái tên của thư viện của chúng ta. Được chưa? Cái require này là có yêu cầu là thư viện của chúng ta có sử dụng các cái thư viện khác hay không. Được chưa? Chúng ta hiện tại là không sử dụng của thằng nào khác thì chúng ta để nguyên này. Được chưa? Tiếp theo tôi sẽ tận dụng cái tính năng thứ hai của nó là require các cái file mà chúng ta quy định. Thì chúng ta làm nào? Tôi không nhớ. Để tôi đi xem lại đã. Lại vào GitHub thôi. Đây, ví dụ vào thằng này, tôi không biết cái lớp này tôi có dùng cái composer này không. Không có rồi. Chắc lớp này tôi không dùng cái composer này. Để tôi xem lại nhá. Một sáu một không. Đây là Laravel của nó. Đừng bảo không có nha. Tôi chết mẹ rồi, không có rồi. Đây các bạn nhìn này. Cái nào nhìn lên đây. Cái đây là một cái template của cái Laravel sorry này. Đây là cấu trúc thư mục của Laravel này. Thì chúng ta nhìn nó có sử dụng gì composer json này. Thấy không? Đây, khi mà mở cái file composer json mẫu đi ra. Cho nhìn này. Require này, require dev này, một đống. Thấy không? Chúng ta sẽ copy, tôi sẽ viết thêm lại cái đoạn này. Chúng ta thêm cho tôi cái đoạn là auto load. Auto load ở trong này là một cái json là psr4 hai chấm đóng ở ngoặc, viết y nguyên lại như tôi như này. Hả? Cái gì? Hả? Chẳng nghe gì.
Dạo này bọn trẻ càng ngày nó càng bị bệnh nặng này không? Thích nói liên thuyên một mình không ai hiểu. Thằng kia xong chưa? Generation nào? Hello. Yes. Tức là bạn không có ai là đồ dài không? Chưa? Chẳng có hợp đâu cả. Các bạn phải tự gõ lại. Kéo lùi lên. Không có dựa. Không hiểu. Cái đoán này nó ý nghĩa là như này này. Nào quay về đây. Cái đoán này, cái đoạn code này có ý nghĩa là gì? Tức là sau cái việc config này một lúc nữa tôi chạy một câu lệnh thì cái chúng ta sẽ có cái namespace ấy, chúng ta đặt theo chuẩn PSR4 thì chúng ta nên search qua xem là cái chuẩn PSR4 là như nào. Tất nhiên là cái việc đấy về nhà tự đi mà search. Còn cái đoạn config ở trong này thì là như sau. Tất cả các cái class nằm trong cái thư mục app. Bây giờ tất cả các cái class nằm trong thư mục app sẽ được bắt đầu namespace bằng cái từ này. Được chưa? Tất cả các class nằm trong thư mục app của project của mình á sẽ có namespace bắt đầu bằng cái từ này. Đây là yêu cầu bắt buộc. Hai gạch và thêm cái sược nữa. Đây là string, đây quy định về string ở trong PHP. Muốn hiển thị cái dấu sược này thì phải có hai sược. Được chưa? Rồi, bây giờ chúng ta chạy câu lệnh như này, mở con mang line lên. Composer cách dump auto load. Thì nó sẽ generating auto load file. Ơi cậu à, phải bóp côn, cậu không đi đâu hả? À, bóp bên tay trái ấy. không nói chung là cậu không đi được cái xe ấy đâu. Đi đâu thì bắt Grab mà đi ngã đấy. Ừ, khiếp thật bà vợ mình. Hắn không biết đi, hắn đi xe gà, hắn còn xòe nữa đi xe côn. Xong chưa? Chưa. Mang đây. Mang đây và chuẩn bị nghe chửi. Đây này, em còn chưa sinh ra file composer gì xong này này. Ở đây. Cái gì đấy? Và viết cái gì trong này này? Ghi chú. Ai cho mày viết ghi chú ở đấy? Không được. Không biết.
À. Sắp tôi đặt cái project này là nằm ở trong thư mục nào? B30 đúng không? Bà đang cái CMD đang ở thư mục nào đây? Ờ. Tắt đi rồi đúng không? Xong bật lại CMD đúng không? Đây, à bây giờ có rồi. Này còn mở tận hai cái. Một hai cơ. Con bé này. Đấy, thấy chưa? Trong này nó không cho phép comment luôn ấy. Bà viết cái gì mà B30 đấy bà nội? Đó. Bà viết cái gì mà B30 đấy? Ôi giời, ôi giời. Ok, cũng là tôi nói từ hôm trước rồi, là cái gì ở trên lớp thì làm y xì nguyên như tôi, còn về nhà các ông các bà muốn làm cái gì thì làm, nghe không? Ừ, xong rồi để như này này, cái namespace của tôi là bắt đầu từ app, hiểu vấn đề không? Đây tôi chọn cái thư mục app, bây giờ của bà sửa như nào không, bà đã chưa hiểu cái này, được rồi, thì sao? Thế em sửa cái app thành cái L29, ví dụ như này là L29 đúng không? Không, như nào? Cái vẫn là app. App là không, nếu trong trường hợp là cái project này của tôi giống cô thì cô sẽ sửa thành L30 đúng không? À, L29 đúng không? Trong cái L29 đúng không? Cô bị bệnh à? Cô nhìn thấy cái file Composer Design này nó chứa ở trong cái file này không? Ngày kết thúc đúng không? Lần rửa hơi. Đấy. Xong giờ sao? Chạy đi để em xem nó có sai không em, không em muốn sửa nó bị chửi. Nó còn sửa, nó con bé này còn sai nhiều. Hôm trước tôi nói như nào có biết không? Biết không? Không biết à? Bây giờ biết nhá. Tôi nói bao lần rồi. Cái mớ project này luôn luôn chỉ bỏ một project thôi. Tôi không chỉ nói một mình cô đâu, tôi còn nói nhiều nữa rồi ấy. Biết vì sao? Như này sau này còn tìm kiếm các bước kiểu như Ctrl P, tìm một file nhanh là nào, gõ index này ra là một rổ index này, biết nó nằm trong cái mục nào. Không chịu nghe. Đúng như... Đây này, giờ tính ra. Ở cái đám quay này tính ra. Tao ngồi tôi dò lớp và chạy một bạch các thể loại khác hơn mình ngồi sửa từng phạt cái một đúng không? Ok. Mang về. Ok. Xong rồi, nó xong rồi, tôi sửa xong rồi. À, thầy đang chạy rồi nào? Em đợi cái phần đấy mà. Đây. Chết nhạc. App này. App sửa. Đấy, sao? Đấy, cái phải vendor, tôi xin là cái vendor này không? Xong chưa? Sau khi các bạn chạy cái lệnh đấy á, sau này á, kể cả chúng ta lên Laravel hay sang bất kỳ cái framework nào khác ấy, bây giờ web nó hiện đại, web kiểu hiện đại á, là web người ta quản lý thư viện các thứ các kiểu, và kể cả chạy server ở trên cái command line này rồi là chủ yếu. Đó, cho nên chúng ta phải làm quen với các câu lệnh command line. Thì sau khi chạy câu lệnh command line kia thì nó sẽ sinh ra một cái thư mục tên là vendor. Được chưa? Sinh một cái thư mục tên là vendor. Đó, xong rồi sau đấy nó sẽ có một cái file là autoload như thế này. Đúng chưa? Cái gì mà Composer đâm, cái gì mà autoload? Không, chỉ có file autoload nằm trong thư mục vendor thôi. Lão làm gì có máy, mỗi máy nó khác. Cái dòng đấy. Ờ tất nhiên cái này nó sinh ngẫu nhiên.
cái này nó ngẫu nhiên chứ không phải nhất thiết là phải giống y xì nhau. Vớ vẩn. Thằng này bố là. Xong chưa? Có đứa nào không xuất hiện cái file này không? Qua. Mang cái này xem nào. Chạy cho nó thành công đại diện cho nó làm test thử xem nào. 5.000 lượt nhá. Đâu rồi? Ui giỏi, ông lại còn để trên này. Cái gì đây? Đây là cái gì? Cái CMD đâu? Để cái này phải gắt nhiều. Có bản, bây giờ chứ. Tôi mở, ông mở CMD ra như thế nào? Cái này mà tiền chưa? Có tiền mua bí kíp đâu, tiền đâu bí kíp đóng tiền đi. Đóng tiền đi. Trái tập trung gì đó. Lấy lộ thật. Xấu hổ đi, xong rồi. Được chưa? Xong chưa? Xong chưa? Tôi chửi ông làm gì? Được chưa? Xong tiếp này. Bây giờ toàn bộ cái mới này chúng ta quăng đi. Quăng đi. Và chúng ta thay bằng là vendor sược autoload.php như này. Và từ đó về sau chúng ta dùng tất cả đều là đều là use hết, muốn dùng cái gì thì use thôi. Đúng thì qua phá rồi. Đấy, tính lên bút được mất gốc luôn. Đấy, ok. Lần này em sẽ thái YouTube để đặt tên cái video. Không. Không. Đấy là vấn đề của con, tự đi mà nhớ đấy. Ngay sau cái gì xem. Đấy là vấn đề của không? Không đóng lớp mà mày làm sao không đóng lớp à? Thử thiên tài của mày. Ờ, này vẫn quay mà. Không đâu. Không thử có đúng không? Đó đều. Được chưa? Rồi cứ từ từ, nếu mà có lỗi lại sửa nó gì? Mất gì cũng bỏ. Xong chưa? Rồi chạy thử. Chắc là lỗi. Syntax error unexpected use dòng 5. O 2. Lỗi gì nhỉ? Rồi, bình tĩnh thong thả. Rồi, xong, hiểu rồi. Tôi quên mất đấy. Các bạn lưu ý như này nhá. Đây. Tập trung lên đây, chạy nó sẽ bị lỗi như này. Các bạn đầu tiên chạy nó sẽ bị lỗi như thế này đúng không? Uncatch error, class app controller not found đúng không? Đúng chưa? Thì vấn đề là như này này. Cái chuẩn đặt tên namespace á, chúng ta đây đang áp dụng chuẩn là PR4. Được chưa? Thì nó sẽ phải áp dụng như thế này. Đó là cái namespace của chúng ta, mỗi một cái namespace á thì chúng ta sẽ, thứ nhất là lúc nãy tôi quy định là các cái thư mục nằm ở các cái class nằm trong cái thư mục app thì nó sẽ bắt đầu cái namespace bằng app này đúng không? Đúng chưa? Thì bây giờ chúng ta bắt đầu bằng cái app này thì đúng rồi. Tiếp theo đến cái thư mục tên là gì? Controller SC. Đúng không? Thì cái tên app controller này chúng ta cũng là SC. Bây giờ cái chữ C này vẫn viết hoa nhá. Cái chữ C này vẫn viết hoa. Nhưng mà phải thêm cái SC vào. Được chưa? Thêm cái gì vào. Kể cả file product controller nữa cũng thêm SC vào cho tôi. Đấy, base model này cũng thêm chữ SC vào chữ model SC ạ. Student này cũng thế. Sau đó thì vào index này app use app controller thì thêm cái SC vào đây, thêm cái product vào đây. Là chúng ta sẽ chạy được như bình thường. App model student not found home controller. Đây, thêm cái SC vào đây. Nếu bạn nào có SC rồi thì thôi. App model, base model. Đó.
Và đây app cái student ấy, chúng ta thêm vào, chúng ta thêm cái autoload kia vào phát là chúng ta không phải require. Không cần phải require cái, các bạn nên thấy tôi có cái này đúng không? Không có cái này nên nó báo lỗi đúng không? Bây giờ không có cái này tôi cũng chạy. Đây. Thấy không? Chạy bình thường. Bây giờ chúng ta chỉ còn namespace và muốn dùng cái lớp nào thì chúng ta use cái namespace cộng với tên class của lớp đấy vào đây là xong. Được chưa? Đây, home controller đây. Namespace EU student này. Product đây. Name app controller không dùng cái class khác thì không use cái gì cả. Student thì có namespace là app model SC và use cái app model base model. Vào đây để nó extend là xong, hết phim. Và chỉ có duy nhất require một cái thôi. Require one cái thư mục vendor và file autoload.php. Đó, có mỗi thế thôi. Chạy đi xem có lỗi không? Lỗi sửa. Chạy chưa? Mang lên. Giờ tôi không xuống nữa đâu. Đi lại đến giờ mỏi chân lắm rồi, già cả rồi. Đây nhá, app model student. Bác con cái nãy rồi, biết vì sao sai không? Đây này. Không phải, cô không có chấm phẩy. Đây, sai tiếp là app model student not found ở home controller dòng 16 này. Để mở cái home controller ra. Đây này, model thêm SC vào. Cái này cũng vậy, student cũng thêm cái model SC bỏ cái này đi. Còn đây nào nữa không? Bên này, cứ xếp hàng này. App controller home controller. Bây giờ xem nào. Đây này ông Thánh này. Không biết vì sao ông sai. Đây này. Nhìn không? Tên thư mục là gì? Có SC không? Chứ sao? Đây này, hoặc là ông phải đổi lại cái này. Tất cả controller của ông bỏ SC. Tất cả. Đây này, nó cái controller app nha. Xong đến controller này thì nó phải giống tên thằng này. Mỗi rồi là chữ cái đầu tiên nó hoa đây. Mô đồ thì ông kết hoa rồi, cho nên ông không bỏ kết hoa đi. Và một vendor outlook.pp app controller. Okay.
Cái gì vậy? Cái gì vậy? Cô gặm đầu nó luôn đi. Nó đòi gặm tay. Thì hai đứa mày gặm nhau đi xem nào. Gặm luôn trên lớp đi xem nào. Đi luôn. Giữa thanh thiên bạch nhật, chim chuột nhau. Con này không chạy. Chất. Không đã hiểu lỗi gì ạ? Để đem xe mới. Đừng nô tì người ta. Đừng nô tì. Không biết là lỗi gì luôn. Không nghĩ là lỗi của em luôn. Tài chứ không hiểu nó bị lỗi gì kinh khủng. Hết rồi, rất là thần thánh. Xếp lại file di sản render này, upload render chẳng biết sai chính tả, upload không sai, use app để tôi biết sao này. Chết, sao chết luôn. Này chỉ có lỗi ăn ở, chẳng có lỗi gì. Ất thể giống ý lỗi của em luôn. Mày ăn ở giống nó. Chưa. Không hiểu vì sao mình lỗi nó không sai cái gì luôn ấy. Vừa lẫy nhá, không thêm mét thì chạy ngon. Đây do cấu trúc từ mục đó không? Sái khổ lắm. Tới đây thì... Tìm được luôn ý. Tới đây thì phí lỗi phải mất 10.000 cơ, không phải 5.000 đồng chứ đâu. Mày gút thì chỗ đi. Giờ là... Cái này vẫn chạy. Controller là mi, controller... Cái bá thật đấy, không hiểu ra số mực được bóng tay, số đi tay, mày một bôi mực ngoài tay, mày cho tự, không vấn đề đi qua ấy kìa, cái mình chịu để tự nó tự up tốt lên rồi cố gắng để lại dừng lại xem có được không, không hiểu vì lỗi gì, được chưa? Rồi. Còn đứa nào lỗi kiểu giống Trang thì cũng chịu nha. Tôi không fix được cái lỗi đâu. Lỗi là do ăn ở. Trên bảo dưới không nghe lỗi là chuyện bình thường. Hậu được chưa? Bàn dưới kia được chưa? Hai thằng này. Quang nhá. Em lỗi giống Trang. Mà thế nào? Chưa chắc là giống. Thế thì chỉ cho nó nhanh. Ngay lên, mang máy xuống chị Hảo, chị bảo cho. Thần chưa? Thằng Giang này thì đứa nào chẳng là chị nó. Sao? Tôi thích à? Thích tự nhiên à? Nhất quyết không gọi chị bằng chị à? Đến tôi còn phải gọi chị bằng chị nữa là. Mà ai cũng thích cho, phải để thôi em. Thằng Quang chưa? Thầy lần nào cũng có lỗi. Thế với tài năng thì mang đây xem nào. Chắc chắn là cố tình này. Sinh ra nói rồi. Hả? Cái gì? Đứa nào bảo gì? Bảo đi sinh ra rồi. Thải ác ôn. Thầm vãi.
Được chưa? Kệ chúng nó. Tôi bảo rồi, không mang lên dáng chịu. Tiếp theo này. Tiếp theo này, tôi sang phần khác rồi. Hối hận không kịp đâu. Ví dụ chúng ta search cho tôi như này nhá. Ví dụ một cái tính là một cái thư viện giúp chúng ta gửi email chẳng hạn, thì chúng ta có thể search thằng PP Mailer. Ờ, mất mạng à? Thôi ăn cướp rồi. Bố Khánh đi lại. Ơ? Mất mạng à? Em search được rồi này. À đây nó vào cái khác rồi, đây vào API. Đây. Thằng gà. Ông lừa tôi à? Mày lừa à? Mày tiệm thấy có hiện đâu? Không thèm hiện luôn, vẫn bảo. Chẳng sao cả. Đấy nó vào cái khác luôn. Ê nó mới chết. Rồi được chưa? Và các bạn search cho tôi trên PP Mailer này. Nó sẽ có ra cái GitHub PP Mailer search PP Mailer đúng không? Đúng không? Mấy đứa kia được chưa? Ờ kệ mày. Bấm vào. Thôi chết rồi, ăn ở rồi. Sao nãy nó vẫn có mạng nhỉ? Giang phát wifi thế nào? Nhanh lên, tôi dậy nốt cái phần này rồi chúng ta nghỉ. Buổi sau học tiếp. Không. Vào ông ấy. Được chưa? Ba là gì? Vãi lùa. Trong trời thì mình chưa cùng đâu này. Trong những cái lúc dầu nước sôi lửa bỏng này không còn một cái wifi nào mới kinh. Cú đi điểm chó. Không chỉ có ăn thôi, mất mạng rồi. Nghỉ. Tóm lại là như sau. Thôi được rồi, tập trung vào đây. Hôm nay tôi build cho các bạn hướng dẫn nhá. Nào, nghe. Hôm nay chúng ta build để làm quen ra một cái mô hình MVC mới. Đó là gom tất cả mọi thứ đổ dồn hết về file index. Sau đó để làm được cái việc đấy chúng ta phải dùng cái file là .htaccess này để dồn toàn bộ request về cái file index này. Sau đó chúng ta sẽ lấy cái tham số URL, tức là cái đường dẫn từ trình duyệt nó gửi lên ấy là cái gì, chúng ta phân tích ra. Sau đó chúng ta sẽ đổ vào trong, chúng ta sử dụng switch để điều hướng về các cái file controller và những cái hàm phù hợp làm trong controller. Và chúng ta sẽ áp dụng cái namespace vào trong cái project của mình bằng cách là sử dụng thêm cái composer, cái composer của máy, sau đó có cái phần autoload này. Sử dụng cái chuẩn đặt namespace là PSR4, thì các bạn về nhà các bạn tự tìm hiểu cái này, buổi sau biết đâu tôi hỏi thì phạt tiền. Thần Đức trả lời nhá. Giờ lấy gì đăng? Tiền gì? Ờ được, tôi sẽ đăng lên. Được chưa? Sau đó là chúng ta chỉnh lại các cái namespace của ứng dụng của mình và chuyển sang, nếu mà muốn dùng thư viện nào chúng ta use cái namespace cộng với tên cái class đó để sử dụng là xong. Đấy, hôm nay bài nó chỉ có tí thôi, mất 3 tiếng. Đấy là tí còn gì nữa. Bây giờ phải nếu một đứa trả lời là ông mất thêm 50.000 nhá. Em trả lời đâu? Chơi không? Gì Trang chắc chắn nó nhớ. Hậu chắc chắn nó nhớ. Tải về xong rồi đánh lên. Rồi về nhà tôi sẽ up cái sượt code này lên. Điểm danh đi qua. Thế đừng cho về hậu ấy. Làm gì? À ừ nhờ, quên. Quang ơi. Điểm danh nhá.